khách hàng chạy đua với vận động viên nước rút Zest để nhận đồ miễn phí. Theo công ty nghiên cứu Fortune Business Insights, trang phục thể thao đã trở thành xu thế thời trang với thị trường toàn cầu dự kiến sẽ tăng từ 193,89 tỷ đô la Mỹ vào năm 2023 lên 305,67 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030. Nhưng trên đà tăng trưởng này, lĩnh vực này đôi khi bỏ qua nguồn gốc của nó là thế giới thể thao. Biston, một thương hiệu bán lẻ của Pháp, đã hợp tác với đại lý BETC Paris để lấy lại bản chất của trang phục thể thao bằng thử thách mang tên Giật Nó để giành lấy nó. Chiến dịch này thoạt đầu có vẻ là canh bạc tiếp thị, khi thương hiệu bán lẻ của Pháp mời chào khách hàng ăn trộm công khai từ cửa hàng. Nhưng Biston tin rằng điểm mấu chốt nằm ở cam kết của thương hiệu trong việc tôn vinh môn thể thao thực sự đằng sau trang phục chạy bộ. Ngày 13 tháng 9, Biston thử thách các khách hàng cướp một món đồ từ cửa hàng và không để Mebamit KNZ, người đứng sẵn trong cửa hàng, bắt kịp. Nếu có thể chạy nhanh hơn chân chạy chuyên nghiệp 29 tuổi này, khách hàng có thể giữ món đồ đó mà không phải trả tiền. Zest là tuyển thủ điền kinh Pháp, chuyên chạy cự ly 100 và 200m. Anh từng phá kỷ lục trẻ cự ly 200m vào năm 2011 và giành HC đồng tại giải vô địch trẻ thế giới 2011 ở Lille, Pháp. Thành tích cá nhân tốt nhất, PB, của Zest là 9 giây 9:19 ở cự ly 100m và 19 giây 97 ở cự ly 200m, lập ở Thụy Sĩ hồi tháng 7 năm 2022. Nhiều khách hàng đứng bên ngoài cửa hàng và chờ đến lượt vào chọn đồ thể thao yêu thích rồi kiểm tra tốc độ với một trong những vận động viên nhanh nhất nước Pháp. Trong những người tham gia thử thách, có tới 74 người bị Zest bắt được một cách dễ dàng và chỉ có 2 người chiến thắng.